Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn diễn ra trong sáng nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, trong quá trình di chuyển tránh bão số 6, tàu cá số hiệu BD-91549TS của ngư dân Bình Định đã bị tàu hàng Thái An đâm chìm vào tối ngày 23 tháng 9. Lúc này trên tàu có 3 ngư dân, lực lượng chức năng đã cứu được 1 ngư dân, 2 người còn lại mất tích. Văn phòng Chính phủ đã báo cáo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm người mất tích. Về ứng phó với tình hình sau bão, Tổng cục Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương Bắc Trung Bộ, Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, khu vực các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên cần theo dõi sát diễn biến mưa, cảnh báo các điểm có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất và sẵn sàng các phương án ứng phó để hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đồng thời đề nghị Tập đoàn Điện lực, các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp điều tiết nước tại các hồ chứa.